Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi có một thông báo của bản đài để thưa với quý vị. Kính thưa quý vị, hệ thống truyền hình VBS của chúng tôi kính mời quý vị tại hai miền Nam Bắc Cali cũng như trên toàn quốc Hoa Kỳ và thế giới. Hãy vào một trong 12 kênh truyền hình của chúng tôi để theo dõi các chương trình tin tức bình luận tôn giáo và giải trí bằng tiếng Việt rất giá trị và hấp dẫn thứ hai là để tham dự các chương trình đấu giá từ kim cương túi sách đến nhà đất xe tàu đồ cổ và đồ thẳng dư với phẩm chất tuyệt vời tốt và giá tuyệt rẻ các chương trình này sẽ được phát hình hàng tuần bằng hai thứ tiếng Anh và Việt Muốn biết đầy đủ chi tiết cũng như cách tìm Đài VBS, xin quý vị vào cái trang mạng vbstelevision.com hoặc là gọi số điện thoại 714 852 3021. 714 852 3021. VBS trân trọng kính báo và kính mời. Cho nên là quý vị sẽ có đến 12 băng tần để quý vị theo dõi đài truyền hình VBS ở Hoa Kỳ và thế giới. Nếu quý vị có nhiều cái thắc mắc hoặc tìm không ra, quý vị gọi số điện thoại là 714 852 3021, chuyên viên của bản đài sẽ hướng dẫn quý vị. Xin uh, trân trọng kính chào quý vị. Thế thì chúng ta có câu chuyện đầu tiên. Là một cái câu chuyện rất hay. Từ lâu nay nhiều quốc gia chậm tiến chúng ta dùng cái chữ chậm tiến đi chứ nếu mà nói là vấn đề mọi giọt thì tội nghiệp mà nếu nói là vấn đề mà nghèo đói thì cũng lại tội nghiệp nữa cứ nói là chậm tiến tại sao gọi là chậm tiến là vì họ không có sáng suốt như các cái quốc gia văn minh tôi muốn nói những câu chuyện chống mỹ cứu nước đấy là một vấn đề chậm tiến tại sao gọi là chống mỹ cứu nước là chậm tiến là vì họ không hiểu họ đã bị mù lòa họ đã bị qua mặt bởi một số nhóm tuyên truyền tầm bậy một số đảng cướp đã tuyên truyền tầm bậy các quốc gia giàu nhất trên thế gian này đều là nhờ theo mỹ mà giàu không có một quốc gia nào theo mỹ mà nghèo tôi đưa ra thí dụ ở âu châu có quốc gia nghèo nhất Vì chiến tranh mà tan nát Vì chiến tranh đó là Đức Nước Đức đã bị Chiến tranh đề nhị san bằng bình địa Bởi bom đạn của các quốc gia đồng minh Tiêu diệt Đức quốc xã Của Hitler Vậy mà sau thời gian đề nhị thế chiến Họ đã biết theo Mỹ Nước Đức chia ra làm hai Rõ ràng Đông Đức và Tây Đức đông đức theo cộng sản cuối cùng cái bát không có mà ăn nghèo đói khổ sở bánh mì không có rồi chuyên môn bao cấp rồi tội cán ngố nó hủ hóa nó tham nhũng dân chúng khổ như là con vật nhưng mà tây đức thì lại giàu sang phú quý bằng chứng là tây đức còn đi viện trợ cho thiên hạ quý vị nhớ việt nam cộng hòa thời đệ nhất chính phủ cộng hòa liên bang tây đức qua cơ quan caritas đã đến Việt Nam viện trợ về y tế, về kinh tế, về giáo dục vân vân, cấp học bổng cho các sinh viên ưu tú qua bên Tây Đức để mà du học. Mà quý vị nhớ là chiến tranh năm 45 kết thúc mà qua Việt Nam là mới năm 55, năm 6 thì người ta đến Việt Nam viện trợ rồi. Cơ quan Caritas Thiên Chúa giáo của Tây Đức viện trợ cho dân chúng Việt Nam, cho sinh viên Việt Nam, cho nền kinh tế Việt Nam. Đó là đối với Việt Nam của chúng ta. Đối với các quốc gia của vùng Đông Timor, của vùng Nam Thái Bình Dương, viện trợ rất nhiều. Nhưng mà trong khi đó thì Đông Đức đói ăn khổ sở, đến nỗi mà họ cứ phải vượt qua cái bức tường ô nhục của Bá Linh. Là vì cái thủ đô Bá Linh nó, nó, nó buồn cười lắm Nó chia ra làm hai Một vùng cộng sản, một vùng quốc gia Vùng cộng sản là Đông, Tây ba, Đông Bá Linh Và theo quốc gia của Mỹ là Tây Bá Linh Trong Tây Bá Linh thì nó lại chia ra làm bốn khu Ở trong đó có khu Anh, khu Mỹ, khu Pháp Đấy Và khu của Đức Còn bên Đông Bá Linh hoàn toàn của cộng sản thế thì những dân ở bên đông bắc linh nó nghèo quá đói quá nó phải nhảy hàng rào qua bên tây bắc linh lúc đầu cái đường ranh giới vẫn là một thành phố đây tây bắc linh và đông bắc linh trong thủ đô của Bắc linh nhưng sau so vì người đông đức người ta trốn qua bên tự do quá nhiều tây đức cho nên cộng sản của đông đức phải làm cái hàng rào xây tường rồi trên cùng người ta vẫn vượt ngục qua lại phải làm hàng rào kẽm gai và rất ngờ bị bắn chết và họ biết là chết họ vẫn liều mạng để họ trốn qua bên Tây Berlin. Rồi đến giờ này quý vị biết rằng là nước Đức vẫn còn 3 40 000 quân Mỹ đóng ở nước Đức. Sau khi chiến tranh đã kết thúc trên nửa thế kỷ. Quý vị biết bây giờ Đức là một quốc gia đầu tàu của Âu Châu. Giỏi nhất và giàu nhất, kinh tế phồn thịnh nhất mà vẫn còn mời Mỹ đóng 30-40.000 quân ở Hamburg, ở Hamburg, ở Frankfurt, ở Berlin. Thế mà những cái quốc gia rốt nát nghèo đói thì lại ở chống Mỹ cứu nước. Có phải ngố rừng không? Chúng ta dùng cái chữ ngố rừng, ta dùng chữ ngu tội nghiệp. Rồi đây là Âu Châu, Thế thì quý vị sẽ hỏi ngoài nước Đức còn nước nào? Có nhiều lắm. Nước Ý vẫn còn 25.000 quân của Mỹ. Đó là hai quốc gia bị tàn phá chiến tranh thời đời đề nghị thế chiến theo phe trục. Tại sao gọi là phe trục? Là vì đề nghị thế chiến từ năm 1939 đến năm 1945. Thế giới chia làm hai phe. Phe của đồng minh tự do. Đó là Anh, Mỹ, Pháp, vân vân Tàu, lúc bây giờ là tàu tưởng giới thành chứ không phải tàu Mao Trạch Đông. Còn cái phe trục tức là gồm ba quốc gia quân phiệt. Ở bên Á Châu chúng ta có Nhật Bản dưới quyền điều khiển của ông thủ tướng quân phiệt Toyo. Rồi bên Ý Đại Lợi dưới quyền điều khiển của mafia của Đức, phát xít Đức gọi là Mussolini. Thủ tướng Mussolini sau này bị giết chết. Và Đức nắm đầu ở bên Âu Châu và cả thế giới và cái phe này đã bị thua bởi vì Mỹ với Anh Pháp quá hùng hậu. Vậy mà đến giờ này ở bên Nhật vẫn còn vào khoảng 45.000 quân của Mỹ. Sau khi hai quả bom nguyên tử thả xuống Nhật vào tháng 8 năm 1945 theo lệnh của ông Thủ tướng Harry Truman tiêu diệt trên 200.000 dân của cái đất nước phù tang này. Vậy mà đến giờ này sau hơn nửa thế kỷ Nhật vẫn còn mời Mỹ đóng ở bên đất của con cháu Thái Dương Thần Nữ. Và theo lời yêu cầu của ông Tổng thống Donald Trump, kể từ năm 2018-19 đến bây giờ, vẫn phải trả tiền cho quân Mỹ đóng ở bên Nhật, vẫn phải trả tiền nuôi quân Mỹ đóng ở bên Đức, vẫn phải trả tiền nuôi quân Mỹ đóng ở bên Ý. Và các quốc gia không có Mỹ đóng nhưng vẫn phải trả tiền đó là trong khối NATO, trung bình 1.5 cho đến 2% tổng sản lượng quốc gia. Theo như bản thông tin mới của chính phủ Nhật, thì kể từ mùng 1 tháng 4 này cho đến năm 2026, tức là 5 năm, Nhật Bản đã đồng ý bồi hoàn cho Hoa Kỳ 1.600.000 tỷ yen là đồng tiền của Nhật đổi với đô la là tương đương với 9 tỷ 330 triệu đô la tức là chúng mình một năm phải trả nuôi quân Mỹ ở đấy 2 tỷ đô la chúng ta càng đọc chúng ta mới càng thấy thấm thía những dân văn minh nó khôn ngoan và nó sung sướng và những cái dân rốt nát đã nghèo nàn còn rốt thì chỉ có nước là ăn mày chúng ta không nên ngạc nhiên Chính phủ Nhật Bản đồng ý trả 1.600 tỷ đô yen tương đương với 10 tỷ đô la 9 tỷ 330 triệu trong vòng 5 năm. Có nghĩa là mỗi một năm nước Nhật đồng ý nuôi quân Mỹ đóng ở bên Nhật 2 tỷ đô la. Mà nhờ cái chỗ họ có sự hiện diện của quân Mỹ đóng ở đất nước của họ, nước họ giàu có sung sướng. Bằng chứng là Nhật Bản viện trợ cho Lào, cho Campuchia, cho Việt Nam, các quốc gia này ngửa tay xin tiền của Nhật mà Đúng không? Họ giàu là vì sao? Họ nhờ Mỹ xâm lăng đất nước họ Họ nhờ họ biết khôn ngoan Mời Mỹ ở lại chiếm cứ đất của họ Ở bên Nhật bây giờ Mỹ đóng đông lắm Okinawa có này, Tokyo có này Rồi Nagasaki có này Mà họ chiếm đất nước Nhật Mà họ còn điều khiển cả việc quân đội của nước Nhật. Bởi vì sau khi mà Nhật Hoàng Hirohito đầu hàng vô điều kiện với tướng MacArthur ở bên đề nghị thế chiến trên cái hàng không mẫu hạm Midway, thì chính phủ Mỹ buộc nước Nhật phải giải tán, không có quân đội, không còn bộ quốc phòng mà chỉ nói là cơ quan phòng vệ dân sự. Và đồng thời mọi việc an ninh do nước Mỹ bảo đảm có phải là mời nước Mỹ ở lại để chiếm nước Nhật không? Và đến giờ này nước Nhật vẫn chưa có bộ quốc phòng, vẫn là cơ quan phòng vệ dân sự. Họ đang nâng cấp, mà Mỹ muốn họ nâng cấp để họ tự trị. Mỹ rút về, họ không chịu. Họ bảo không, chúng tôi rất sung sướng được các ông chiếm cứ đất nước chúng tôi. Và nhờ các ông có mặt ở đất nước chúng tôi mà không có chiến tranh. Và đồng thời chúng tôi bây giờ giàu sang nhất nhì thế giới. Mà không phải hôm nay mới giàu đâu Và những cái thập niên 80 Quý vị còn nhớ cái ông bộ trưởng ngoại giao lúc bây giờ là ông Watanabe Trong cái thời thủ tướng của Ikeda Ông nói rằng là chúng ta làm việc nhiều quá giàu quá bây giờ rồng bào Nhật Bớt làm việc đi và đi du lịch Quý vị đã thấy chưa Nhờ sự xâm lăng của nước Mỹ Nhờ sự có mặt của quân đội Mỹ ở bên nước Nhật Mà dân chúng Nhật trở nên giàu có nhất nhì thế giới kính thưa quý vị đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút sau đó chúng ta tiếp tục phần hai xin cảm ơn quý vị